chào các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ ra bãi để trải nghiệm cuộc sống ở bãi nha. Thì mình đang tập chèo thuyền các bạn. Để tí nào kia mình sẽ chèo thuyền các bạn xem nha. Đấy, các bạn ơi, đấy thì bây giờ mình đang trải nghiệm môn chèo thuyền các bạn ạ. Mình chèo giỏi lắm các bạn ơi. Đấy các bạn có thể đấy. Đấy, tí quay bên trong này các bạn cho đi cho bạn xem. Đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Mình đang chèo thuyền rất là giỏi luôn. Có thể đấy. Đấy các bạn nhìn được cuộc sống ở đây thế nào? Nhìn rất là mênh mông sông nước luôn. Ôi sao nhiều cái thế đi ơi. Đấy, cái trên bờ rất là nhiều. Nhiều nhỉ. Để không biết thành quả ngày hôm nay thế nào các bạn ạ. Mình sẽ cố gắng bắt được nhiều cái, bắt thả lưới bắt được nhiều cá nha các bạn. Bây giờ thì mình đã đến điểm đến dừng thuyền rồi các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn đấy. Ngoài đây là đi ra bãi cát nha. Đấy, những cái bãi cát này là ví dụ mà nắng lên ấy thì con còng nó sẽ chạy lên đây. Chạy bãi cát này nó uống nước các bạn ạ. Thì lúc mình bắt con còng thì mình néo con còng. Mình đuổi con còng thì nó sẽ không kịp chạy vào nỗ ấy, thì nó sẽ nằm yên tại chỗ là mình mỗi việc là đi nhặt được không? Nếu mà để tí nắng lên để mình làm cho các bạn xem. Nhưng mà không biết hôm nay trời có nắng không? Trời hôm nay có vẻ không nắng lắm. Anh em mình sẽ chuẩn bị thả lưới nha các bạn nha. Đây em mình nãy giờ mới mấy phút thôi bắt được bằng này còng còng với cáy rồi này các bạn này. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, còng còng với con cáy đấy. Mẹ mình thì đi mãi đằng kia cơ, mẹ mình thì bắt mẹ mình bắt được nhiều lắm, mẹ mình bắt mẹ mình bắt chuyên nghiệp rồi. Còn bọn mình thì ra tham quan rồi bắt cho vui vậy thôi chứ cũng không bắt được nhiều. Thế bây giờ anh em mình sẽ thả lưới nha các bạn, nhìn thấy lưới đây. Em sẽ bắt đầu thả từ chỗ kia. Đằng kia này đây. Rồi thử ngâm xem một lúc xem có được con gì không nha các bạn nhá. À Túy chào các bạn đây nào. Hello các bạn. Chiên. Hello xin chào tất cả các bạn. À. Hello xin chào tất cả các bạn. À, ngại. Thì sau một hồi thả lưới với đi bộ mình mệt quá các bạn ạ. Đây mình đang ngồi nghỉ ở bãi cát đây. Đúng là đi bãi về mình biết là mẹ mình đi nó khổ sở thế nào, mệt mỏi. Đây ngày nào mẹ mình đi, ngày nào mẹ mình cũng bắt cáy, bắt cua. Đấy, tí về mình sẽ cho các bạn xem những con còng còng hay những con cáy mẹ mình bắt nhá. Sắp tới mình sẽ ví dụ mà mình sẽ đi một buổi bãi đêm ấy để mình quay cái cuộc sống bắt cáy buổi đêm với lại là những con cáy con còng còng cho các bạn xem để mình sẽ marketing luôn để ví dụ mà bạn nào có nhu cầu mua ấy, thì mình sẽ nhập bình bán lại cho các bạn. Đây mấy em mình đây đang đi bắt đồng còng, đang đi đuổi đâu nhỉ. Đấy mãi xa đằng kia kìa các bạn kìa. Đấy ngoài đây gió hơi to các bạn ạ, ví dụ mà các bạn nghe mà trong video mà có tiếng gió vù thì thông cảm cho mình nhá. Có cái gì ăn không đây? Mình cũng chỉ mang mấy gói mì thôi, mình mang mấy gói mì với một gói xúc xích đi để đề phòng tứt cầy thì mình sẽ bỏ ra mình nấu. Còn ví dụ mà được cá thì tí mình cho về mình nướng. Với mình sẽ cho các bạn đi xem bắt một con đặc biệt, con hến biển,
con hến hến bãi. Mình sẽ quay trực tiếp mánh và chỉ hướng dẫn các bạn cách bắt luôn. Được nhiều chưa? Nhiều rồi, đây. Đấy. Sắp được 1 cây dưa sắp rồi. À. Đấy. Mệt đâu? Hôm nay mệt rất là vui, con còng to thôi. À. Hai. Đây, còng của mình nhá. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy, một lúc mà được con này không còng rồi này. Đấy, mình rất là tí về là được vài cân nữa thì ngon. Ừ, ok, mình đi tiếp đây các bạn ạ. Đấy, chị mình đi tiếp rồi các bạn. Chị mình trẻ lắm ạ, chị mình năm nay mới có 20 tuổi thôi. Thì bây giờ sau một lúc thả lưới thì anh em mình sẽ thu lưới, kiểm tra lưới xem được con gì không các bạn nhá. Đây em mình đang thu lưới. Không biết có được con cá gì không hay là này tuyết cầy. Được. Có. Có. À được một con cá rồi. À một con cá cọp. Cá cọp. Cái này không kéo lại. Đây anh kéo lại cho. Anh kéo lại cho. Anh vướng cái sao nhỉ? Đúng không? Đây các bạn nhìn là được một con cá con cọp này. Đấy, thành quả đầu tiên muốn căng cọp. Cái này phải gỡ luôn mày. Đấy em cứ ấy đi, không cần cứ chạm vào đường đi. Anh kéo cho. Vướng ấy. Không vướng đâu. Ui, cắn lắm, sao cắn thế nhỉ? Không có nhỉ? Cái nhỉ? Có một con này. Trắng lắm, người trắng các bạn ơi, cao tuyết rồi. Để một con. Đi theo anh. Nông ấy mà. Không sâu đâu. Người trắng lắm. Không dính như mỗi con nào ạ. Chán nhỉ. À anh vừa rập vào con gì ấy. Cho nên anh vừa dám vào con cua hay con gì ấy. Cá bé nhảy rất là nhiều các bạn ạ. Nhưng mà lưới dính thì rất là ít. Mỗi một con căng cọp rồi. Chán thật. Các đoạn này kia sâu đấy. À một con nữa. Ok. Cái đấy gỡ luôn này em ạ. Cái này gỡ luôn cái đấy này. Mình nhìn thấy một con căng cọp nữa các bạn ạ. Đấy, ơi con này bé lắm. Đây anh kéo. Con này bé hơn con kia. Đây. Đấy, các bạn nhìn thấy con cọp đấy. Con này là sao, đây là con căng cọp mà. Tại vì con này, cá này cứ kêu cọp với các bạn ạ. Thì họ gọi là con căng cọp. Chết được cá tay. Thấy lưới được có hai con cá này thì chắc trưa nay anh em tướt rồi. Hả? À? Chủ yếu ăn cái món dân dã, còn xúc xích thì mua điếu nào là được. Chán nhỉ? Người trắng phao. Đang ngã bao kia. Ngã bao trong kia cơ. Đánh đi. Đánh gỡ cái này. Đánh phao lưới luôn. Cá tay lưới được 2 con. Buồn ghê các bạn ạ. Làm gì có. Ở trong kia mới có chứ. Trong cống này. Ngoài đây chỉ có cá căng cọp này. Cá đối này. Và xiên bạn luôn ạ. Xiên cả 2 cái bạn luôn. Đây các bạn nhìn này. Cá tay lưới với được 2 con căng cọp. Buồn ghê, chắc là trưa nay tước rồi các bạn ạ. Trưa nay chả chắc có cá ăn đâu. Thôi tí ví dụ mà không có cá thì mình sẽ đi bắt nhiều hến. Bắt nhiều hến về trưa nay anh em nướng nhỉ. Làm được cá thì anh em một lần nấu 200 lần. Bây giờ bọn mình đã đi kiếm củi nhá. Để trưa về nấu mì với lại nướng cá các bạn nhá. Đây. Củi mình sẽ phải kiếm những củi khô như thế này thì mới cháy được. Đây, củi này chắc là rất dễ cháy tại vì rất là khô rồi. Đây các bạn nhìn đấy. Đấy, bẻ mấy củi đấy. Đấy, bẻ cho, lấy bẻ cho. Mang ra bãi cát để ạ. Hả? Để chứ bẻ, đừng ấy, nó nấm đất vào là nó không cháy đâu. Này, rút đi.
Đấy, bọn mình đang đi. Đang đi bẻ củi. Nhiều củi thế nhỉ? Sao lại nhiều thế nhỉ? À. Củi này tí cháy tuyệt vời nhỉ? Chị nhỉ? Chị à, cái củi này tí gầy mì, nấu mì tí là được. Đấy. Hà nhìn điêu nha. Hà cầm cái cho chị để chị, anh với chị bẻ bẻ củi tí mà nấu mì. Ở đây. Thì các bạn nhìn này, củi rất nhiều. Đây. Du lịch đúng rồi, du lịch tránh Covid. Khi nào có thời gian làm thử thách 24 giờ ngoài bãi nhỉ? Sinh tồn. Yếu rồi, 7 ngày thì căng lắm. 24 giờ còn được chứ còn 7 ngày chắc căng. 25 để tránh 7. Đây rồi, đây rồi. Thôi chuyển về chị ạ. Được rồi đấy. Nhiều củi. Mì nướng xích với nướng cá thoải mái rồi. Hả? Ừ. Thật ra? À. À, mình cũng có đội bắt cá à? Vậy mình bắt cá à? Vậy khi họ thả lưới trước mình này bảo sao không có con nào? Thả lưới chưa? Nơm á? À, đun riu à? Vậy họ bắt chết hết trước rồi. À, có người dí chã này các bạn ạ. Có người kéo chã đun riu bảo sao mình thả lưới không được con nào. Thì ra là họ kéo hết rồi. Thế là vậy chắc trưa nay anh em trước không có cá tôm ăn rồi. Chán quá nhỉ. Các bạn nhìn này. À, xa. Đấy, có người đang kéo chã đun riu này. Đấy, các bạn nhìn xa chứ. Đấy. Chán nhỉ, vậy trưa nay chắc anh em mình tớt cá rồi, chắc chỉ có mì với xúc xích này, với lại là bắt hến về nướng thôi. Một lúc nữa mẹ em về là bắt hến. Nước mát lắm các bạn ạ, xuống nước rất là mát. Chỗ này cũng sâu đấy. Xuống nước mát lắm. Tí nắng lên xuống tắm nhỉ. Nhỉ. Thấy chứ, tắm hay mát luôn. Okay. Mình lại nhấc lưới lần hai nhá. Không biết lần này được con gì, không biết lần này có khá hơn không các bạn ạ. Đấy. Đây. Ngập sơn nước ngập đến gần ngực. Không biết được con gì không? Đây. Để đấy, để anh. Đâu rồi, con nào chưa? Này móm này à? Tức hết rồi. Chán nhỉ? Để anh kéo lưới cho em sau. Để anh kéo lưới cho. Không nó mệt. Hà đừng ra nữa, chúng ngoài đấy sâu đấy. Đừng ra nữa, ngoài đấy sâu đấy. Này móm rồi. À, con cá gì đây? Một con. À, lại một con cá cọp. Bé nào. Đi vào đi em ơi, đi không căng lắm. À, về thuyền đi. Chìm đâu. Không chìm đâu. Nếu vừa đi thì trao nên cần phải kéo ấy. Ừ. Đây chắc. Cái nông mà không sao. Chắc cái này lại tướt rồi các bạn ạ. Mới được có một con thôi mà cũng nhấc nhiều lưới lắm rồi. Chẳng có các bạn ơi, tại vì có những người đun chã trước kia chắc là họ đi sáng sớm các bạn ạ. Thì họ đun hết cái chỗ này rồi thì anh em mình đi sau thì tuyết cầy rồi. Đấy các bạn nhìn. À đây có một con nữa. Anh sao con này con gì này? Lại con cỏ. À cá đối, cá đối. Các bạn nhìn đấy, cá đối đấy. Một cá đối. Chỉ mong làm sao dính được tầm chùn cá đối thôi. Là ok, là trưa anh em ok luôn. Không phải thả lưới nữa. À rất là nhiều quả vẹt. Đấy anh. Đấy quả vẹt đi. Anh nhìn quả vẹt này. Quả vẹt rụng ra đó, nó trôi.
À, một cái bống, bống, bống. Đấy, à, to. Đấy, một cá đối. Đây các bạn này nhìn này. Đây là một cá bống trắng nha các bạn nhá. Bống, bống, bống trắng chắc là nhiều biển cũng có, nhiều nơi cũng có đấy. Quê mình gọi là bống trắng. Đây còn một, tiếp tục là một em cá đối nữa. Lần này được cái chiến lợi phẩm nhiều lắm các bạn ạ. Cũng được tầm 4-5 con rồi. Khá hơn mẻ trước rồi. Mẻ trước được cái 2 con. Mà lưới cũng còn rất dài. À hình như cá nồi. À ui, to thế. Hay gì? Siêu to khổng lồ. Các bạn ơi, siêu to khổng lồ. Ờ. Đấy các bạn có thể đấy, một con cá đối siêu to khổng lồ. Con này to nhất. Ờ, em cứ chào vào đi. Chào từ dày. À. Nặng một cá đối nữa. Sướng nha, mẹ này ăn lại con kìa. Ui, con này to. À con này cũng cá đối cũng vừa. Thôi, trưa nay vậy là ấm nước các bạn ạ. Rất nhiều cá đối luôn. Mẻ này được nhiều cá đối. Tí xuống dưới kia thả nữa nhỉ. Xuống ngang các bạn dưới kia. Họ kéo trã nhưng mà họ không kéo cá đối. Cá những con cá chậm chậm, cá đồ cá bống hoặc cá. Đây thì anh gỡ cái này. Nhanh này gỡ. Vậy chắc là tầm 5-6 con các bạn ạ. Thôi khớ hơn mẹ trước là được rồi. Được một cá đối rất to. Siêu to khổng lồ. Ok. Ok. Nhanh anh xem này mà. Đây em trai mình nha các bạn nha. Em trai họ của mình thôi, đang học lớp 11 đấy em. Lớp 10. À lớp 10 đấy. Có bạn gái nào đấy. Đấy. Đấy các bạn nhìn chưa, rất là to luôn. Đấy, thôi đi về. Ok rồi đấy. Đừng mấy cá đối to hết chị ạ. Rất nhiều lắm. Mẻ này chắc là tầm 6-7 con. Mới đây. Ở đây anh cầm cho. Để anh ra máy quay đã. Thế các bạn ơi, đây cá này. À, được cả một con tôm các bạn ạ. Đây các bạn nhìn này. Đây một chú tôm nhá. Trưa nay anh có một chú tôm để ăn rồi. Thật sự là đi thả lưới về bắt được cá như này rất là vui các bạn ạ. Cảm giác rất là vui luôn. Nó không còn mệt mỏi nữa. Đấy, chị mình cái này đây, chị sẽ thành quả không? Một lúc này nào. Đây. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Lần đầu tiên trong đời mình được đi bắt cá các bạn ạ. Đấy. Chị. Các bạn ơi, mình xuống ngôi nhà của các cô chú và Edun xẻo lên này, đấy. Mình xem thành quả của cô chú ngày hôm nay nhá. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Tôm rảo rất là nhiều luôn. Các bạn nhìn thấy chưa? Hơi khó nhìn. Đấy. Tôm rảo rất là nhiều. Bên này như là cá sao vậy? Để mình xem bên này sao. Tôm. À bên này cũng là tôm. Nhiều thế. Bên này cũng nhiều. Bên này phải tầm 2 cân. Phải tầm 3-4 cân. Đấy. Ở cái này phải có điện này. Đấy cô chú dựng hẳn một cái nhà trên đây này. Cô chú dựng nhà trên đây à? Đấy cô chú ở ngoài đây luôn à? Thỉnh thoảng mới về đấy chứ. À. Cô chú biết mẹ cháu ấy chứ. Bà hát đấy. Vâng. Không, cháu bảo mẹ cháu đi ban ngày để cho bọn cháu đi chơi ấy chứ. Vâng. Đấy các bạn nhìn đấy, cô chú dựng hẳn một cái nhà như này đây này. Để ở đây cho thuận tiện. Mình mẹ đi hay có ai nữa không? Thì mỗi mình mẹ cháu đi thôi, dẫn bọn cháu đi. Đấy các bạn. Đấy. Có ạ, cháu có chứ. Cháu đeo đôi rất bình thường, đôi rất để đeo giày ấy. Ờ đeo đôi đấy được vì đi chơi mà. Chứ không có nắm hà lắm. Đúng vâng. Ê chiều cô phải đi chợ rồi chứ. Ờ. Chiều kia cô thả nơ còng còng cái thế. Vâng. Nhưng mà hôm nay chết rét rồi. À hôm nay kiểu lạnh nó không xuống. Đấy hôm nay kiểu nó không nắng mấy nó không ra.
Đấy, ví dụ mà nó phải nóng ngơ thì có còng nó xuống bãi cát. Ngày xưa cháu chưa bắt còng khu này mà, cái đợt đấy cô chú chưa ở đây sao ấy. Cách đây khoảng tầm 10 năm ấy. Cái đợt đấy cháu còn học lớp 7 lớp 8 ấy, cháu chuyên với mẹ cháu. Cái thằng em cũng hay đi với mẹ giờ làm gì? Đúng rồi, thằng em đúng rồi đấy, cô biết thằng đấy à? Nó sang Nhật rồi. Vâng. Sang Nhật được 1 năm rồi. Đấy em trai cháu đây. Thế cháu làm gì? Cháu làm chuyên cửa ở trên Hà Nội ạ. Cháu chuyên cửa nhôm. Nhôm kính hay gì? Vâng. Năm nay bao nhiêu rồi? Cháu nay mới 2 năm ạ. 2 năm? Vâng. Năm lấy vợ rồi. Nên lấy vợ. Chưa? Chưa, cháu còn chưa, cháu còn nâu với lấy vợ. Đâu có gì đâu mà lấy vợ, đâu có tiền đâu. Bao nhiêu tiền với lấy vợ chứ bây giờ. Chưa có tiền rồi, về rồi cứ ngồi cay cay vào suốt ngày, mệt lắm. Thật đấy chứ? Nó có rồi chứ. Khó lắm. Bảo nhau làm ăn chứ. Cái chỗ này nó có sâu như ngày xưa không cô? Cháu vác một tay lưới đi mà thả mãi mới được 5-6 cá đối. Không có đâu. Thôi cọc thuyền đây đi. Cọc thuyền đây. Cháu sát là vệ bờ cọc thuyền ở đây rồi. Nên bờ tí mẹ cháu dẫn đi bắt hến. Vâng. Trên đây. Vâng. Đang mà cháu đây đang đi móc cọng cọng. Vâng. Đây các bạn đấy, thấy ngư dân ở ngoài biển này, ngoài rừng mặn này đấy. Cuộc sống vậy các bạn ạ. Đấy. Vâng, vất vả. Vâng. Các bạn ơi, bây giờ anh em mình sẽ đi vào rừng để bắt hến nha các bạn. Đấy, các bạn nhìn nước chảy như suối luôn. Đấy. Mình sẽ vào rừng để bắt hến. Đây, có một con. Đây, xem nào. Em bắt được con gì đây? Kia kìa, có một con to. Con này các bạn này. Đấy, các bạn nhìn con còng này. Đấy, nào nào. Mình bắt được con còng. Đây, mình sẽ đi bắt hến. Tí mình sẽ chỉ mánh hến cho các bạn xem nha. Cách bắt con hến và mánh hến. Để ở đây móc cũng dễ. Các bạn ơi, đấy mẹ mình đã bắt con cái này. Đấy các bạn. Đấy, mẹ mình đã móc từng lỗ một rồi mới được con đấy. Đây nãy giờ mình chả bắt được con hến nào, đây mẹ mình bắt được 3 con hến đây. Các bạn nhìn con hến đấy. 3 con hến biển đấy. Thì bây giờ mình sẽ cùng mẹ mình đi tìm mánh con hến nhá. Để mình quay cho các bạn xem để các bạn có thể biết được cái mánh con hến như thế nào. Đấy các bạn nhìn đấy. Mình theo mẹ mình các bạn ạ. À đây các bạn ơi, đây. Mình nhìn thấy rồi. Nhìn cái mánh hến rồi. Đây để các bạn, mình đưa máy quay cho các bạn xem nha. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Nhìn kỹ vào. Đấy, con nữa bạn ạ. Đấy, cái để đấy con. Đấy các bạn, mình bắt nhá. Các bạn nhìn này, đấy. Cho bắt lên cho các bạn xem. Đấy. Đó. Các bạn thấy chưa? Đấy. Đây còn một con nữa để mình sang. Mẹ mình vừa nhìn đấy. Để cứ để đấy con. Để đấy. Đấy là cái vệ nối nhắn đây, nên nhắn này, vệ nối nhắn xuống đây. Đây, đây chỗ này. Thế rồi. Cứ tôi bỏ ra vệ đây nào. Đây các bạn ơi, tiếp được một cái mánh nữa này. Đấy này, đây các bạn nhìn. Nhìn kỹ vào nhá. Các bạn có nhìn thấy gì không ấy chứ. Đấy. Mình moi lên các bạn nha. Đây còn nữa này. Đấy. Nó hơi bé một tí đấy các bạn ạ, nó hơi bé một tí đâu. Đâu. Đây một cái này. Đâu. À. Đây một cái này. Rõ lắm các bạn ơi, mánh này rõ. Đây, để con. Để cắm cái vẹt này nhá. Vâng. Đây các bạn nhìn này, rất nhiều hến luôn. Các bạn nhìn được mánh chưa? Đây các bạn này. Đây này. Các bạn nhìn này, cái mánh này. Nó hơi hở một ít mồm ra này. Đấy, mình sẽ moi này nhá. Con này hơi to, ui con này to quá. Đây, con này to quá các bạn ơi. Đây. Con nữa này.
Đâu, đây có để con. Bên này hai con, bên này hai con này. Vâng vâng. Con này đây này. Đấy, rất nhiều hình các bạn ơi. Con này thì nộ mánh rẽ hơn này. Các bạn nhìn đấy, nguyên một con hến nằm. Cái con nữa rõ. Nó này. Đấy, mình sẽ bắt luôn. Đấy, đơn giản. Đây các bạn ạ. Nếu mà mình biết cái mánh của nó thì mình bắt rất đơn giản các bạn ạ. Cái cành cành kia đấy, con nộ nộ đây. Đấy, còn nữa này. Thơm vậy. Đây, cái hõm hõm đây. Cái hõm bên đây không nào mà gốc cây đây. Đấy là cái tay mới mới. Yeah. Không, cái nộ nộ bên đấy, đây là cái nộ nộ này. Cái nộ nộ tay mày bên ngoài không, sát vào cây. Bó tay nào. Đây. Đấy nó to to đây, to to. Không bên ngoài không mà dưới mà ướt ướt đây. Đấy đây, đây đây. À đây. À đây. Cái nỗ này thì đây con hến này đây các bạn. Nó hơi bé, tay nước nó dẫm lên nó che mánh rồi. Thì mình không nhìn thấy. Mình đi. Con biết rồi, cứ để con đi lại. Chỗ này xem là rất là nhiều hến nữa các bạn ạ. Mình tìm một cái mánh riêng của mình. Nãy giờ toàn mẹ mình tìm với mình thôi. Mẹ mình đang đi đằng trước các bạn ạ. Đây. Khu này rất là nhiều hến nữa các bạn ạ. Nó nhiều mánh như vậy. Cái mánh này phải thật tinh tinh mắt mới nhìn được các bạn ạ, chứ không phải là dễ nhìn đâu. Đâu để con xem. Các bạn. Đây, đây các bạn nhìn này. Đấy, các bạn nhìn thấy nó dơ hẳn lên chưa? Đấy, cái mánh của nó dơ hẳn lên như thế này. Đấy. Đấy. Bắt lên nhá. Thôi mẹ bắt đi nhá, con ra con nấu mì với con nướng đã. Con biết rồi. Đúng rồi đấy, cái canh bạch. Vâng. Bây giờ mình sẽ ra. Dạ. Quay vào nữa lại để anh vào. Thôi. Con ra đi. Lấy cái chỗ cầm về, cầm một con hơi rõ. Con mệt nữa rồi. Vâng. Mình sẽ bây giờ mình ra các bạn đã mình ra trước. Lại mình ra sau. Tại vì bây giờ các bạn nhìn này, vẹt rất là dày. Mình toàn phải chui ở dưới gốc cây vẹt đây. Đây, ba con vừa nãy mình bắt. Đây ngoài đây một con nữa. Đúng con. Đấy, cái cành đây. Mánh mánh cắm vào cái đây. Cái mánh dưới đây. Đâu? Cái vẹt non thì ti nó trắng trầm đây. Cành vẹt non thì ti trầm đất đây bên dưới mà. Đây à? Có cành vẹt non tươi xanh nè. Đây à? Bên dưới bên tay ta bên phải bên dưới đây. Bên dưới tay đây đây. Cái cành vẹt non trầm đất cơ mà. Đây à? Nó có quanh dưới nhìn bên tươi tây nè. Cành vẹt non trầm đất đây non. Thêm cái bên dưới chân này. Bên tay mà. Đây một con to này. Bên tay mà, bên tay chân mà. Đây. Đấy, cái tay phải đang để móc móc ấy, cái tay trái móc móc ấy. Đây à. Tay móc cái tay cái cành vẹt non dưới chân đất này thì cái con thế nó gần đấy. Rồi rồi, mẹ cứ đấy đi. Cái con vẹt kia đây. Đây à. Không, ngang sau. Ngang chỗ chân mày thang xuống mà. Đây à. Chỗ bên tay tay trái đang bắt ấy. Tay trái đang bắt đó. Đây này, mẹ, đây đây. À đây rồi rồi. Đấy, cái mánh nó rõ ràng đây này. Cái hóm con nế nó rõ rõ rồi này. Đây cái tay đây có nhìn đâu. Rồi rồi. To hổng nồ đấy không ạ. Có nhìn đâu. Từ từ con thân nào. À đây rồi rồi. Nước nó che rồi. Hả? Đây các bạn này, nước nó che rồi mẹ ạ. Mình dám mà nước nó che đi ấy, nước nó phọt lên đây. Nước nó che rồi. Đây mình sẽ, bây giờ mình sẽ nhặt hến để mình ra, mình đứng nha các bạn. Thôi là hai con này bé quá thì mình thả. Các bạn, hai con hến này bé quá. Đây này, con này với con này. Bé quá mình thả để mình bắt những con to thôi. Chứ bé quá bắt để mà lớn. Bây giờ lớn to thì mình cứ bắt. Thôi, nấu mì đâu mà ăn. Bây giờ mình ra các bạn nha.
giờ mình sẽ ra. Đã chân mình nó tuột hết rồi. Đây này, bạn này. Đã chân tuột hết rồi. Đây, thôi mình tháo ra chân này. À mình sẽ cho con hến vào tay chân này. Dạ. Vâng. À, mệt quá. Mình cho con hến vào trong tay chân nha các bạn nha. Để mình cầm ra. Chứ tay chân nó cũng tuột rồi. Vừa nãy không biết ba con ngoài đấy nữa đâu rồi. Mình tìm ba con vừa nãy. Ba con vừa nãy mình để đâu nhỉ? Bây giờ mình không có chân thì dễ bị xẻ đó các bạn ạ. Hàng ngoài đấy rất là nhiều. Giờ mình ra nha các bạn. Giờ mới nhìn thấy mặt trời các bạn ạ. Thôi mẹ bắt nha con ra đây. Mẹ. Mẹ bắt nha con ra đây. Con đang nấu mì đây. Nói lắm rồi. Đây các bạn ạ. Bây giờ cái nguyên tắc của khi mình đi bãi ấy, mà mình nạc ấy, thì mình sẽ đi theo dòng chảy các bạn này. Các bạn nhìn thấy chưa? Nước chảy chưa? Mình sẽ đi theo chiều nước chảy nhá, chảy xuôi nhá. Mình đi theo chiều nước chảy xuôi là sẽ ra được đến cái ngành lớn. Mình cứ đi theo chiều nước nhanh nước chảy xuôi. Đi bãi mệt các bạn ạ. Mình còn đi một tí mà thở không ra hơi rồi. Mẹ mình thì đi năm này qua năm tháng, năm này qua năm khác. Thật sự là mà mình thì chưa giúp đỡ được gì cho mẹ mình ấy. Kia thuyền kia rồi các bạn. Các bạn nhìn thấy cái nhà kia chưa? Đấy, cái nhà đấy mình để thuyền ngoài đấy.